ABC có AB bằng AC, M là trung điểm của BC. Vậy thì với dữ kiện này, bạn nào có thể giáo biết trên hình vẽ có những đoạn thẳng nào bằng nhau rồi? Bàn chân nào? Em thưa thầy là có đoạn thẳng AB bằng AC ạ. AB bằng AC. Rồi, còn đoạn nào bằng nhau nữa? BM và CM ạ. BM bằng CM. Rồi. AM là cạnh chung ạ. À, như vậy là để chứng minh AM là phân giác thì em sẽ chứng minh xét hai tam giác nào? Dạ, hai tam giác ABM và tam giác ACM ạ. A, B, M và tam giác ACM. Có cái gì rồi nhỉ bạn chân nhỉ? Dạ, có AB bằng AC ạ. AB mình AC. Lý do á? Giả thiết ạ. Giả thiết đúng rồi. Gì nữa? BM bằng CM. Lý do? Giả thiết ạ. Giả thiết. Gì nữa? Cạnh AM là cạnh chung ạ. Rồi. Vậy thì suy ra điều gì đây? Hai tam giác nào? Suy ra hai tam giác ABM bằng tam giác ACM. Các trường hợp nào đây? Là cạnh 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 ạ. À, cạnh, cạnh, cạnh. Rồi. Hai tam giác này bằng nhau thì dẫn đến hai góc nào bằng nhau? Mục tiêu của mình chứng minh tia AM là tia phân giác. Vậy thì giờ đến hai tam giác bằng nhau thì suy ra hai góc nào bằng nhau để nó phục vụ cho cái kết luận của mình. Chân, hai góc này có bằng nhau Có hai góc nào góc A, B, C và góc A, C, B ạ. không phải cái góc thứ nhất này đọc nó tên là góc gì? B, A, M ạ. B A M là góc của tam giác thứ nhất, bằng góc thứ hai góc bên cạnh này này góc gì đây? Là góc C, A, M ạ. Lý do tại sao đây? Lý do tại sao là hai góc tương ứng? Hai góc tương ứng. Hai góc tương ứng. Vậy thì lúc này hai góc bằng nhau dẫn đến tia AM sẽ là tia AM là tia phân giác. Của góc BAC. Đấy, vậy chúng ta áp dụng trường hợp bằng nhau là cạnh cạnh cạnh. Bài số 2. Em nhớ cái này. Tam giác ABC thì có AB bằng AC, AM là phân giác, tức là góc A thứ nhất bằng góc A thứ hai. Mời bạn Khánh Huyền làm nghĩa A nào. Làm nghĩa A. Là các Xét tam giác ABM. ACM Có gì nhỉ? thưa thầy AB bằng AC ạ. Giả thuyết
Đề bài cho giả thiết rồi. A góc B, góc BAM bằng góc MAC xem kẽ và xem giữa. Chờ chút nhé, chờ chút. Huyền ơi, góc MAC, góc MAC và góc MAC xem giữa. Rồi, cái này là do giả thiết đây, cũng do tia AM là tia phân giác, do AM là tia phân giác. Của góc BAC phải theo giả thuyết. Ngoài ra còn cái gì nữa? Là AM là cạnh chung ạ. Rồi, cạnh AM chung. Thì suy ra điều gì? Suy ra M là trung điểm của không, tam giác chưa? Tam giác đã. Tam giác ABM bằng tam giác ACM. Theo trường hợp nào đây? Theo trường hợp là cạnh cạnh cạnh. Cạnh góc cạnh chứ? À, cạnh góc cạnh. Góc trên giữa mà. Hai tam giác này bằng nhau thì MB và MC như nào? Bằng nhau ạ. Hai cạnh tương ứng. Hai cạnh tương ứng. Rồi, hai cạnh tương ứng suy ra M sẽ là gì? M là trung điểm ạ. Của cạnh nào? Của BC ạ. Rồi. Rồi, ok, rất là tốt. Hai tam giác này thì có cái cạnh huyền là có góc AME bằng A, à góc AM. Bằng góc AFM. Bằng 90 độ. Do giả thiết cách vẽ rồi, giả thiết. Ngoài ra, ngoài hai cái cạnh góc vuông này, à hai góc vuông này ra, nó còn hai yếu tố khác nữa, đó là góc A1 và góc A2, tức là góc EAM. Bằng góc FAM. Vừa chứng minh xong. Mà gọi là EA. À, cạnh AM chung. Như vậy, hai tam giác vuông này có hai yếu tố, đó là một cạnh huyền chung và hai góc nhọn bằng nhau. Cho nên hai tam giác vuông này bằng nhau. Tam giác AM, AME bằng tam giác AMF. Và hai tam giác này bằng nhau thì theo trường hợp là cạnh huyền và góc nhọn, theo thứ tự là cạnh huyền và góc nhọn. Hai tam giác này bằng nhau sẽ dẫn đến ME bằng MF. Như là hai cạnh tương ứng. Ok. Như vậy là em nhớ là tam giác ABC bằng tam giác DEF. MN là các trung điểm của hai cạnh BC và cạnh EF. À, chúng ta thấy là phải chứng minh cho cạnh AM và cạnh DN. Vậy bạn nào có thể giáo biết? Mời bạn Hoàng Minh cho thầy giáo biết nào. Hoàng Minh đâu? Dạ. À, tam giác ABC bằng tam giác DEF, vậy thì như góc B với góc E như nào với nhau? Góc B và góc E bằng nhau ạ. Lý do?
lấy đó là đoạn gì? Đoạn gì đã? Hai góc gì? Hai góc đồng vị. Tương ứng. Hai góc tương ứng. Nó tương ứng sẽ bằng nhau. Vậy cạnh AB với cạnh DE như nào với nhau hả Minh? AB với DE bằng nhau. Cũng bằng nhau. Lý do? Hai cạnh gì? Hai cạnh gì đây? Tương ứng. Tương ứng, đúng rồi. Hai nó sẽ bằng nhau thì hai cạnh tương ứng sẽ bằng nhau. Như vậy là vậy thì bạn Minh giờ biết cạnh BC với cạnh EF như nào với nhau? Bằng nhau. Lý do? Em nghĩ cũng là hai cạnh tương ứng. Đúng rồi. Vậy nửa cạnh BC với lại nửa cạnh EF như nào với nhau? Bằng nhau. À, như vậy nửa cạnh BC là cạnh ABM với EN cũng bằng nhau. Vậy thì hai tam giác ABM với lại DEN có bằng nhau không hả Minh? Đúng. Rồi, thì là tô màu tam giác này một chút. Này, các em thấy này, hai tam giác này. Và cái tam giác tương ứng như vậy ở bên nào? Tô màu một chút cho dễ nhìn. Như vậy chúng ta thấy là hai tam giác này cũng có các yếu tố. Như vậy thì mời một bạn trình bày hộ thầy giáo nào, mời bạn Huyền thôi. Dạ. Tam giác dạ. ABC này bằng tam giác DEF này theo giả thiết rồi thì hai cạnh AB với lại DE như nào với nhau? Cạnh AB với cạnh DE bằng nhau. AB bằng DE là hai cạnh gì? Hai cạnh tương ứng. Tương ứng này. Hai tam giác bằng nhau thì hai cạnh tương ứng sẽ bằng nhau. Góc B với góc E như nào? Góc B với góc E sẽ bằng nhau ạ. À. Góc E. Lý do? Hai góc tương ứng ạ. Tương ứng. Rồi. Vậy thì cạnh BC với cạnh EF. BC với cạnh EF sẽ bằng nhau ạ. Rồi, lý do làm sao? Chúng ta thấy là hai cạnh gì? Hai cạnh tương ứng. Đúng rồi, hai cạnh tương ứng. Mà M là trung điểm. MB bằng MC, NE bằng NC theo giả thiết. Vậy bạn Huyền so sánh giữa BM và N nào? Em sẽ thấy BM và N bằng nhau ạ. BM bằng N, rồi nó đều bằng nửa của hai cạnh bằng nhau. Bây giờ chúng ta đi xét hai tam giác. Xét tam giác ABM và tam giác DN. Có điều gì như vậy nhỉ? Như thầy là có AB bằng DE ạ. DE. Chứng minh trên. Chứng minh trên. Rồi, góc B với góc D như nào? B và góc D, à góc góc B và góc E bằng nhau ạ. Góc E, rồi. Cũng chứng minh trên.
BM với em. BM bằng N ạ. Cũng. Từ đây suy ra hai tam giác như nào với nhau? Như vậy là tam giác ABM bằng tam giác DN cạnh, lý do là cạnh góc cạnh ạ. Rồi. Hai tam giác này bằng nhau thì sẽ đến AM với lại DN như nào với nhau? AM và DN sẽ bằng nhau ạ. Hai cạnh tương ứng ạ. Rồi. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành bài tập này. Cho góc x OI khác góc bẹt, trên nó x lấy A, trên nó y lấy B, sao cho OA bằng OB. Chúng ta bắt đầu vẽ hình bài tập này. Góc x OI khác góc bẹt, chúng ta vẽ một hình không? Như vậy là góc x o y lúc này là khác góc bẹt, lấy hai điểm AB, OA bằng OB, ta vẽ hình chuẩn một chút, ta phải lấy kích thước ta đo, ví dụ như là trên OA đo khoảng 3 cm chẳng hạn, nó chuẩn. Ba cm. Rồi dưới này chúng ta cũng lấy OB cũng bằng 3 cm nữa. Đây là điểm A, điểm B. OA bằng OB, tia phân giác OZ của góc XOY. OZ. Đây là tia OZ. Như vậy là hai góc này bằng nhau rồi. Cắt AB tại C. Em nối A với B lại. Cắt AB tại C, đây là điểm C. Ý A là chứng minh tam giác OAC bằng BOC. Tam giác cho hình này rồi. Ý B, trên tuyến đối của tia CO, lấy điểm D sao cho CD bằng CO. CD. Em thấy CD bằng CO. Vẽ OA bằng OB rồi. Chứng minh AD song song BO. Nối A với D là AD song song BO. Đấy. Tức là song song với OI. Rồi chúng ta tạm vậy đã. Để chúng ta làm ý A ý B. Thì C chúng ta sẽ vẽ sau. Bằng B C. Chờ chút nha. Ý A này. Xét tam giác nào đây? Xét tam giác AOC. Và tam giác nào? Và tam giác BOC có OC, OC chung. OA bằng OB giả thiết. O1 bằng O2 vì OZ là tiếp phân giác của XOY. A bằng OB lý do là do giả thiết này. Giả thiết. O1. O1 bằng O2. Nó góc O2. Vâng. Lý do? Vì OZ là tiếp phân giác của XOY. OZ là tiếp phân giác.
suy ra phẩy suy ra phẩy nha. Suy ra tam giác AOC bằng tam giác BOC. Trường hợp nào? Trường hợp cạnh nhân cạnh nhân cạnh. Cạnh góc cạnh. À cạnh. Cạnh góc chân giữa như góc một góc hai chân giữa như. Vậy thì suy ra hai nó bằng nhau rồi. Suy ra ACO bằng BCO. À, vậy để góc C1 và góc C2 đi. Hai góc tương ứng. C1 bằng C2. Hai góc tương ứng. Hai góc tương ứng. Rồi, vậy thì góc C1 cộng với C2 bao nhiêu độ hả An? 180 độ ạ. Mà góc okay, C1 cộng với C2 bằng 180 độ. Hai góc kề bù. Vậy thì mỗi góc bao nhiêu độ? Thầy là bằng 90 độ ạ. Đúng rồi. 90 độ. Vậy thì AC như thế nào? OC như nào với AB? Bằng. Có vuông góc không? Có. OC vuông góc AB. Rồi ok, được phải chứng minh. Điều phải chứng minh chúng ta viết tắt DPCM. Rất tốt. Đây là IA. Vì tam giác AOC bằng tam giác BOC. Đây là IA. Dẫn đến góc dẫn đến là suy ra cạnh CA và cạnh CB. Hai cạnh tương ứng. Bây giờ chúng ta đi xét tam giác. Tam giác ACD. Và tam giác BCO. Có điều gì? CA bằng CB. Chứng minh trên. CO CD bằng CO. Nó giả thiết. Mà góc C2 C3 và góc C2 hai góc đỉnh, hai góc đối đỉnh vậy từ bao nhiêu này em sẽ suy ra tam giác ACD bằng tam giác BCO. Đây là trường hợp cạnh góc cạnh. Và dẫn đến suy ra cạnh AD bằng cạnh BO. Đây là hai cạnh tương ứng. Và hai góc này nữa là góc D1 và góc O2 cũng là hai góc tương ứng.
Mà hai ông này ở vị trí như nào nhỉ bạn Huyền? Dạ. Hai ông này ở vị trí như nào với nhau? D1 và D2. D1 và O2. D1 và O2 là cho lên xong ạ. Ở vị trí xoay lê trong, hai góc ở vị trí xoay lê trong bằng nhau dẫn đến AD như thế nào với BC? À, BO, BO. Em thưa thầy là song song ạ. AD song song với BO. Rồi, ok. Đó, đây là chúng ta đã hoàn thành ý B. Em ghi vào. M là trung điểm của AD này. N là trung điểm của BO này. Chứng minh MCN thẳng hàng. Đấy, MCN thẳng hàng. Đó, hình vẽ. Tam giác OAC. À, tam giác ACD bằng tam giác BCO theo ý B. Vậy thì hai cạnh AD với OB như nào với nhau nhỉ bạn An? An ơi. Hoàng Minh. Dạ. AD với OB như nào với nhau? AD với OB ạ. Với OB. AD với cạnh OB bằng nhau ạ. Ừ, bằng nhau. Lý do á? Lý do là hai cạnh tương ứng. Hai cạnh tương ứng. Bạn Minh cứ để mic đi nhá. Vâng. Rồi, vậy thì M với N là hai cái trung điểm MA bằng MD giả thiết này, NO bằng NB cũng theo giả thiết này. Vậy bạn Minh cho thầy giáo biết cái cạnh AM như nào với lại BN? AM song song ạ. Ừ, song song rồi nhưng có bằng nhau không? Có. Ừ, song song bằng nhau, chúng ta chỉ cần cái bằng nhau được thôi. Lúc này chúng ta đã đủ điều kiện để xét tam giác AMC. Xét tam giác. Xét tam giác AMC và tam giác BNC. Bạn Khánh Huyền sẽ biết có những cái gì bằng nhau rồi. Em thưa thầy là có MA bằng MD. Giả thiết. Chứng minh trên. Như chứng minh trên. À, AC với lại CB. AC với lại CB bằng nhau ạ. Lý do là theo ý nào đấy? Chứng minh trên ạ. Là theo ý. CA và CB rồi mà. À, à theo ý B ạ. À, ý B ạ. À? Đó. Vậy thì góc A1 với góc B1 có bằng nhau không? Thưa thầy là góc A1 với góc B1 có bằng nhau ạ. Đúng rồi. Hai góc gì? Ở vị trí nào? Hai góc
cho lên trong ạ. Hai góc cho lên trong. Rồi. Như vậy hai tam giác này đã bằng nhau chưa? Rồi ạ. AMC bằng tam giác nào? Các trường hợp nào? Bằng tam giác BMN, BMC ạ. Cạnh góc cạnh ạ. Cạnh góc cạnh. Vậy thì em thử so sánh góc ACM với góc BCN như nào với nhau? Này bằng nhau ạ. Lý do? Như thầy là cái góc tương ứng ạ. Hai góc tương ứng. Vậy chúng hai góc này có ở vị trí đối đỉnh không? Nguyên. Ở vị trí đối đỉnh. Có. Suy ra góc đương nhiên là đối đỉnh rồi, suy ra CMN sẽ thẳng hàng. Đó, phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng đấy, chứng minh chỉ ra hai góc ở vị trí đối đỉnh bằng nhau. Rồi, ok. Tam giác ABC vuông tại A. Đây là tam giác ABC A. ABC. Chưa hiểu. Thì phần giác góc B. Đi phân giác của góc B. Thì em phải nối vẽ từ đi phân giác này xuống. Đấy. Đi phân giác góc B. Cắt AC tại D. Lúc này tức là góc B1 nó bằng góc B2 rồi. Bây giờ trên cạnh AC đến điểm D, sao cho AB, AB bằng AB bằng cạnh BM. Đấy, bây giờ các em có thể đặt compa cũng được hoặc đặt thước cũng được. Các em đo đây từ B đến A bằng một cái khổ độ compa nào đó. Đây là B đến A này, đấy BA đây. À, các em thấy là nó sẽ bằng BM. Đây chính là điểm M. Điểm M. Vậy cạnh BA sẽ bằng cạnh BM. Và các em nối D với M lại. Sau đó các em xóa cái vết đi. Những ai hiểu cái hình vẽ này rồi? Đây là tam giác vuông. Ok. Đây tam giác. Tam giác nào? B BMD ạ. Xét tam giác BAD. Và tam giác nào? Như thầy là tam giác BMD ạ. B. Có cái gì bằng nhau? Em thưa thầy là có BA bằng BM. BA bằng BM. Lý do? Giả thiết. Rồi. Gì nữa? B một bằng B2. Góc B1 bằng góc B2. Vì sao? Vì BD là tia phân giác. BD, BD là tia phân giác.
của góc B. Của B. Phải giả thiết. Còn cái gì nữa? Và BD là cạnh chung. Cạnh BD chung. Rồi, suy ra điều gì? Suy ra tam giác BAB bằng tam giác BMB cạnh góc cạnh. Rồi, dẫn đến góc M bằng góc nào? Suy ra góc A bằng góc M. Rồi, góc A1 và góc M1 đi. A1 bằng góc M1, hai góc tương ứng. Hai góc tương ứng. Mà góc A bằng bao nhiêu độ? Mà góc A bằng 90 độ. Suy ra góc M sẽ bằng 90 độ. Rồi, giả thiết. Suy ra góc M1. Đây, góc A1 đấy bằng 90 độ. Suy ra góc M1 bằng 90 độ. Vậy thì suy ra DM như nào với BC? Suy ra DM sẽ DM vuông góc tại BC. Vuông góc BC. Ok. Rồi, cảm ơn.